家千里间，离家千里间，离家千里间，离家千里间。Kính cầu với đấng tôi tớ Chúa là Cha Phanxicô Trương Vũ Diệp. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là Cha Phanxicô Trương Vũ Diệp, là một Kitô hữu. Cha đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa với lòng tin son sắt, lòng cậy bền độ và lòng kính mến dạt dào đối với Chúa, với Giáo hội và với con người. Là một linh mục, Cha là hiện thân của Đức Kitô, vị mục tử tối cao, đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Là một tông đồ luôn thao thức loan báo tin mừng, Cha là quả ảnh của lòng Chúa xót thương, hay thương xót những người nghèo khổ, yếu đau, tội lỗi. Đặc biệt Cha rất thương yêu anh chị em, lương dân, và thường chuyện cầu ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quý mến và chạy đến xin Cha giúp đỡ. Nhờ Cha nguyện giúp cầu thai, xin Chúa thương ban cho chúng con điều chúng con đang cầu khẩn, với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các thánh trên thiên quốc. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May grace be with God's servant Father Francisco Chong be you. May Almighty Christ forever we thank God that gave us our Vietnamese Catholic Herculanean shepherd that was Father Francisco Trong B.U. Christ spoke he had lived a well-earned life, worthy to be considered as God's son, with an indestructible belief, a strong and perseverance, trust and an endless reverence for the Lord. For the Kirk and for the mankind, as a priest he was the avatar of Christ Jesus. The highest shepherd, he voluntarily sacrificed his own life for his folks to live, and for living copiously as a disciple who was watchful for good gospel, he was the embodiment of Christ's lamented heart, who often showed mercy for the poor, sick, and sinners, especially. He always expressed his loving heart to the non-Catholic folks, and he always transferred his prayers onto the Lord from them, and that made all of them loving and coming to him. Asking for help, may Father pray for us, ask God to give us his love and grant us what we are pleading, with the hope of soon to see Father being glorified in the rank of all the saints in heaven. Kingdom. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Phương Nam sông nước hơn mông, ngọc dòng phù sa cho nó đơm bông, dược ngàn dặm xa cho tòa giấc mơ nồng, ngày đêm mất ngủ được về hơn cha. Ngày ngày năm xưa cha đã hy sinh trong một niềm tin giao đức Kitô, vì tình